Tức là khi dùng đá của sư phụ, đá 12 mặt ấy, thì chúng ta sẽ thấy một điều ạ, là thứ nhất là chúng ta dùng, ví dụ như là chúng ta để biếu bố mẹ ở gầm giường ấy, là như một số đệ tử đang biếu ấy, thì coi như là các cụ dùng dùng sau đó thì khi mất đi ấy, thì bạn lại dùng cái viên đá đó để trấn xuống dưới mộ, rất là thích. Đấy, cho nên là đá không bao giờ vứt đi đâu cả. Và chúng ta có, nếu như chúng ta dùng thì chúng ta đang dùng nhà này, chúng ta chuyển chuyển nhà khác là chuyện bình thường. Một người là hai viên là chuẩn nhất, là khẳng định rằng là đêm nằm, chúng ta nhớ là 8 tiếng ngủ nó là 1/3 cuộc đời đấy. Chúng ta cứ nghĩ là ngủ là không phải là gì, mà chính chúng ta quên rằng là 1/3 cuộc đời là trong giấc ngủ đấy. Cho nên giấc ngủ cũng phải khỏe, bởi vì cơ thể lúc ấy không hoạt động, nó ở trạng thái alpha rồi, sau đó nó chuyển sang ngủ thật, nó là trạng thái thê tha. Cho nên là trạng thái thê tha là trạng thái mà không biết gì cả. Đấy, trạng thái không biết gì hết, cho nên là sẽ có những cái sóng năng lượng nó sẽ bắn vào cơ thể và cơ thể không chống được, các luân xa không không hoạt động được, bởi lúc ấy là nó ngủ nghỉ mà. Đấy, thì mình phải chấn như vậy thì chúng ta sẽ thành công hơn. Bởi vì một số người có hỏi thầy là tại sao lại chấn như thế, mà thầy nói rằng là cứ làm như thế và sẽ thấy, kể cả những người đau đầu mất ngủ 5 năm, 10 năm rồi vẫn thành công. Đấy là sự thật, nó là như thế. Thì chúng ta cứ cứ làm thử. Và viên đá thì chúng ta dùng suốt cuộc đời này, cho nên chúng ta không có lo. Sư Một phụ, số đá đấy có căn cứ là đá màu trắng hay đá màu hồng không, hay là đá Thực nào ra màu là rất là được? đá trắng, đá hồng, đá xanh, đá vàng thì thực ra là màu sắc thì nó sẽ theo tiền, nó đắp theo cái màu sắc, độ trong càng trong thì nó càng đắp. Vâng, đây là cái giường thứ nhất và tôi đặt hai viên đá và quý vị đo hộ tôi nhé, lên 23.000 luôn. Trấn ở dưới 8 viên nhá, bây giờ là hai viên ở dưới giường của một giường để phòng chống ác xạ. Một viên là khu vực cổ vai gáy và một viên là phần hông lưng nhá, thắt lưng, quý vị chú ý. Và bây giờ đã lên 23.000 rồi, quý vị đo hộ tôi nhé. Vâng, bây giờ là căn thứ hai, giường thứ hai đây. Lùi xuống phần cổ cổ. Đấy, ok. Rồi, bên này phần lưng ở cái giáp giường ấy. Dưới dưới dưới. Ok. À, cái giường này gia chủ là nằm cái hướng không tốt cho nên tôi đang phải quay ra như thế này, quay lại. Rồi, sau khi quay giường xong thì chúng tôi đặt đá. Đây, quay đúng này thẳng ra, đặt một cái ở đây. Cột đầu tiên ở giữa giường, không, lùi xuống đó đó, thôi tốt tốt rồi rồi. Viên thứ hai, vâng, bây giờ là viên thứ hai đặt ở giường và tôi sẽ kiểm tra, quý vị kiểm tra hộ tôi năng lượng bao nhiêu nhé. Vâng, nhà này đặt như này là mới được năng lượng, mới lên được có 17.500 thôi, nhưng mà thế là quá tốt, từ 2.000 lên 17.500, chút nữa nó sẽ lên 19-20. Đá mà đặt ở dưới giường ấy là hiệu quả nhất với những người ốm đau bệnh tật thì nó mới rõ ràng ấy. Thì nó như thế này này, một viên á, là mình đặt ở cái khu vực mà cổ 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 vai gáy này này, là từ dưới giường. Và một viên nữa, nếu mà những người mà bị thận, bị gan ấy, nói chung là bị nội tạng hoặc là bị đau thần kinh tọa, đau về sống lưng ấy, thì chúng ta đặt một viên ở phía khu vực thận. Đấy, cứ chiếu thẳng từ dưới giường lên thì các đệ sẽ thấy là hiệu quả cực kỳ cao, mà những người nào ốm bệnh thì mới thấy là nó là sự thật, là đúng. Thí dụ như là mình bị đau đầu mất ngủ thì mình đặt cái viên đá ở cái chỗ gáy này này, chiếu xuống dưới đất, mình nằm như nào, cái gối mình như nào, mình chiếu xuống cho thật thẳng lên. Bởi vì cái viên 12 mặt 9 ký của thầy là nó phá tan tất cả các cái năng lượng xấu, nó xấu độc, nó phóng từ lòng đất, nó phóng lên và làm cho chúng ta bị bệnh đấy. Bởi vì là cái 8 tiếng ngủ của chúng ta là 8 tiếng rất là yếu, cơ thể chúng ta cực kỳ yếu, không khỏe đâu. Cho nên là chúng ta đặt như thế. Tức là một người, nếu mà người bệnh thì một người là hai viên. Vừa rồi cái hố cực âm con có thấy lạ không? Có, nó khác hẳn với trong kia. Khác luôn nhá. Khác hẳn. Mà nó không thể cháy được. Đúng rồi. Mà đứng giữa đồng thôi mà không cháy được bằng như ở trong nhà.
đó là cái phát hiện ra là hố âm hay hố dương là như thế các vị nhé. Hố này cũng lại là một hố âm nữa, là hố thứ tư. Và mảnh đất ở ngoài này là đang bị cản trở về giấy tờ, cho nên là đây là đã biết được luôn vấn đề này. Tức là khi dùng đá của sư phụ đá 12 mặt ấy, thì chúng ta sẽ thấy một điều là thứ nhất là chúng ta dùng, thí dụ như là chúng ta để biếu bố mẹ ở gầm giường ấy, là như một số đệ tử đang biếu ấy, thì coi như là các cụ dùng sau đó thì khi mất đi ấy, thì bạn lại dùng cái viên đá đó để chấn xuống dưới mộ, rất là thích. Đấy, cho nên là đá không bao giờ vứt đi đâu cả. Và chúng ta có, nếu như chúng ta dùng thì chúng ta đang dùng nhà này, chúng ta chuyển nhà khác là chuyện bình thường. Đấy. Hoặc là chúng ta cho người khác dùng không có sao cả. Bởi vì trong thạch anh phân tử của nó rung động là 3.000 lần trong vòng 1 phút. Cho nên là nó luôn luôn tẩy sạch tất cả những năng lượng độc, xấu độc là khi nó vào cơ thể của nó, tức là vào viên đá đấy, thì nó sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng trong sạch luôn. Và cứ thế nó làm việc, nó tự làm việc. Và đấy là một sự hóa giải để ứng dụng đá thạch anh vào cuộc sống là như thế nhé. À, kể cả là chúng ta khi mà chúng ta, thí dụ như chúng ta dùng những viên đá con để chữa bệnh chẳng hạn đấy, thì chúng ta ngâm vào nước sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta có thể ngâm lại chữa bệnh tiếp, rồi lại ngâm vào nước, rồi lại chữa bệnh. Nói tóm lại không bao giờ vứt đi đâu cả. Đó. Nhiều người thì có hỏi thầy là bây giờ viên đá nhỏ thì có chấn được, nâng sinh khí được không? Thì thầy nói luôn là không. Bởi vì với cái khối lượng 4-5 lạng thì không bao giờ làm được cái việc gì cả. À, tại sao thầy lại nói là 9 ký? Bởi vì thầy đã nghiên cứu rồi. 8, 9, 10 ký là bắt đầu nó phát huy tác dụng rất kinh khủng trong vòng 5 mét. Đó là cái mà kinh nghiệm mà chúng ta sẽ... Vâng, đây là trung tâm thứ 5 của Viện Năng lượng Khí học Việt Nam. Và chúng ta đang nhìn thấy gì ông ạ? Đây là nước khoáng lên từng căn hộ một. Và chúng ta sẽ thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp. Và chúng tôi đã cho chỉnh trang sửa lại với một tính chất 5 sao đặc biệt, để có thể giúp cho những người mà muốn chữa bệnh xương khớp và chữa bệnh về đau đầu mất ngủ, hoặc là về đường tiêu hóa, về hệ thần kinh, sẽ đến đây được tắm hàng ngày bằng nước khoáng tự nhiên. Và ở đây nước khoáng này đã được thử và nó đạt được ngang với ở núi Phú Sĩ, nước khoáng Phú Sĩ của Nhật Bản. Các cây phong bắt đầu chuyển màu lá đỏ. Và chúng ta sẽ chụp được những bức ảnh rất đẹp của những cây phong mà không cần phải đi sang Nhật Bản. Chúng ta hãy nhớ rằng là cuộc sống nó không phải là đồng tiền, mà cuộc sống cũng không phải chỉ cho riêng mình, mà cuộc sống nó sẽ còn cho rất nhiều người khác nữa. Nếu như ai hiểu được vấn đề này thì chúng ta sẽ đạt được một sự thành công rất nhanh, và chúng ta được sự bình an suốt cả cuộc đời này. Và đến khi chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là cuộc sống thứ hai của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng cuộc sống ở cõi ta bà chúng ta đang sống là một sự thử thách. Cho nên sự thử thách này chúng ta phải cố gắng mà vượt qua. Chúc cả nhà ta năm mới luôn vui, trẻ khỏe, bình an. Và luôn luôn có tiếng cười nha.